Chào cả nhà nhé, là Lê Mang đây. Thì đi câu ở Gia Lai thì nói chung là buồn lắm nha, tại vì sân chơi ở Gia Lai của em ăn rất là ít luôn, nên là đa phần em mang đi những cái chỗ nào mà người ta không cho câu, hoặc là mình phải xin vô câu, hoặc là câu dịch vụ, nói chung là khá là chán, tại vì em ăn không có điều kiện để đi được xa cả nhà. Đây, hôm nay em ăn xài thì combo máy Android DC Confusion, dây đây là dây Megabra Monster cả nhà, màu xanh rất đẹp luôn. Em đang xài 4 chấm. Còn mồi thì em đang xài HPA V1 nha. Mẫu sắp tới sẽ ra mắt thị trường. Mẫu này là mẫu nhanh nhất. Giờ em đang sẽ cho mọi người có action con mồi nha. Đây là con mồi em thả dưới nước nè. Đấy, nó sẽ nổi lên và nó để cái đầu nha. Mình nó sẽ chìm xuống. Khi mà cả nhà câu á, một thì cả nhà có thể kéo đều. Đấy. Hai là mình có thể nhấp. Đây mình giật đó. Action rất là đẹp nha. Hy vọng là anh em sẽ thích. Và khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa em ăn sẽ ra mắt cả nha. Đây. Mẫu này thì hy vọng là anh em sẽ thích nha. Rồi, giờ bắt đầu câu thử cả nha. Kiếm con cá xem nào, lâu quá là chưa được kiếm cá. Ok ha. Đáo cá cả nha. Thôi em thả nó về nha cả nhà.